Hello, hello. Rất là vui được gặp lại mọi người trong cái video ngày hôm nay. Thì rất là lâu rồi mình có không có chia sẻ về cách trồng và chăm sóc hồ điệp và cũng như là ra video. Tại vì quãng thời gian rồi xin lỗi mọi người là mình rất là bận. Thì hôm nay mình đã cố gắng và mình đã sưu tầm một ít hồ điệp về để chia sẻ cho mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách các bạn trồng hồ điệp đơn giản. Và đây là những hàng mà hồ điệp mình sưu tầm về cho các bạn. Mình đã test và kiểm qua chất lượng. Các bạn về chỉ cần làm theo cách hướng dẫn của mình để trồng thôi nhé. Thì nếu như bạn nào mà có nhu cầu về mua về các loại hồ điệp này thì hãy liên hệ với mình. Số điện thoại mình để trên màn hình nhé. Thì giá cả mình cũng để trên màn hình luôn. Thì mình xin nói rằng là cái hàng này là mình không bao ship. Không bao ship nhé. Còn đâu giá hiện tại của cái này là một chậu này này. Một chậu này, đây là hồ điệp cực đại nhé các bạn nhé. Thằng này là 85 ngàn một 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 chậu này nhé. 85 ngàn. Các bạn biết vì sao thằng này nó giá nó lại cao một chút không? Tại vì rằng là thằng này đó là cái loại mà chưa ra bông bao giờ. Chưa ra bông nhé, tức là cái loại này là tơ đấy. Các bạn nhìn này. Rễ rất là xanh. Đúng không? Rễ rất là xanh. Cây nhìn rất là khỏe. Thằng này bay cọc lá đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cặp lá luôn này. 6 cặp lá luôn. Thằng này là hàng tơ nhá. Cái này là mình bán 85 ngàn một một cái chậu này nhá. Và ngoài ra bạn nào mà mua khoảng độ được 4 chậu trở lên thì mình sẽ chọn cho một cái chậu sẽ có bông. Nó như thế nào ta? Như thế này này. Ví dụ như là cái giò này đi. Đây này. Các bạn mà mua khoảng độ 4 chậu thì mình sẽ tặng cho các bạn một cái chậu nó sẽ có lồng hoa này này. Đấy. Các bạn thấy không? Nó là cái dòng mà chưa ra hoa bao giờ cả nên vì vậy mà bông đầu tiên lúc nào nó rất là lớn. Nó rất là lớn nhá. Đây là mình vừa chia sẻ cho cách trồng. Lát nữa mình sẽ vừa chia sẻ cho các bạn cách trồng và mình sẽ bán luôn cả cái thằng hồ điệp này nữa. Nó không đơn thuần giống như là chỉ là bán hàng và hết trách nhiệm. Không, mình không phải như vậy. Mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà các bạn sẽ chăm sóc cái thằng này tới lúc các bạn mua về nhé. Để cho làm sao cây nó đạt được cái sự sống cách cao nhất. Bởi vì thằng này nó bệnh rất là dễ bị mắc bệnh hàng công nghiệp các bạn ạ. Nó rất là dễ mắc bệnh. Đặc biệt là cái bệnh thối lá thối nhũn đấy. Thế nên vì vậy chúng ta phải cực kỳ quan tâm nó hơn một chút so với thằng đai châu rừng. Thằng đai châu rừng thì mình hầu như chẳng cần phải chăm sóc gì cả. Đây đây, ví dụ nhá, các bạn nhìn này, em này cũng có một cái vòi đang chuẩn bị ra này nè. Đấy, các bạn thấy không? Thì các bạn mua khoảng độ 4 4 4 chậu thì mình sẽ lựa cho các bạn một chậu sẽ có cái một cái vòi như thế này nhé. Mình sẽ đến là 1 này, 2 này, 3 3 cặp lá. Thằng này xin nhắc lại nó chính là hồ điệp cực đại nhé các bạn nhé, rất là lớn. Các bạn nhìn bàn tay mình này, nó phải chắc phải hơn hai bàn tay mình luôn đấy. Thằng này một cái này chắc là lá của nó chắc phải lửa mét. Nhưng mà mình xin nói rằng là không phải là cái chậu nào nó cũng như thế này, không phải nhé. Không phải chậu nào nó cũng như thế này, có cả những chậu nó có thể nó sẽ nhỏ hơn chút xíu. Ví dụ như là cái thằng này này, đây thằng này thì nó lại nhiều lá nhưng mà thằng này lá lại không bự. Thằng này mình đây chính là mãn thiên hồng các bạn. Mãn thiên hồng nên vì vậy mà lá nó sẽ không được bự cho lắm, nó sẽ nhỏ hơn thằng hồ điệp. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình nhìn cái lá nó màu tím như thế này nhé, thì bông thường thường nó sẽ là màu tím nhé các bạn nhé. Để theo kinh nghiệm mình đấy, cái lá nó mà màu tím này thì bông nó sẽ ra nó là màu tím đó. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà chúng ta mà khi mua cái thằng này về các bạn xử lý nó như thế nào nhé. Đối với những người mới chơi đấy thì nó rất là khó khăn trong cái việc này. Mình sẽ hạ cái máy quay thấp xuống một chút xíu. Đây các bạn nhìn thấy không, đây chính là em hồ điệp. Em này thì mình đã thuần được một thời gian 1 2 tháng rồi. Các bạn nhìn đây này, rễ của em mới ra đi chưa này, rễ này đấy, đây là rễ nữa đây này đấy. Các bạn nhìn thấy không? Cái phân này là mình nói thật ra là mình hết rồi, mình muốn chia sẻ cho các bạn lắm.
Nhưng mà mình đi tìm đợt này nó hết rồi, nó chưa về. Khi nào về thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn các loại phân này nhé, cái phân màu hồng hồng này này. Thì thường thường mình chỉ hay bón thằng chuồn quế. Đâu là chuồn quế đâu rồi, để mình lấy cho các bạn xem nhé. Mình sẽ bảo các bạn cách xử lý. Đây chính là chuồn quế này các bạn này. Mình hay dùng cái thằng đây là phân chuồn quế này nhé các bạn nhé. Thì khi mà các bạn mà mua về đấy, khi mà các bạn mua lan về nhé, ví dụ như là cái lan này này, cái lan này các bạn mà khi mà mua về nhé, các bạn hãy bỏ cái bầu đất này ra này, các bạn hãy vứt cái miếng nhựa đi nhé, được chưa? Các bạn hãy vứt cái miếng nhựa đi giúp mình. Các bạn mà để cái miếng nhựa này, nó sẽ lâu dài nó sẽ bị thối rễ đấy, là chết đấy, không sống được đâu. Các bạn bắt buộc phải bỏ cái này ra, sau đó các bạn hãy cho cái cây lan này vào trong cái chậu, cho nó vào trong cái chậu này này, được chưa? Các bạn cho trong chậu, sau đó là các bạn có thể làm theo cách là các bạn hãy cho những vỏ thông này, các bạn hãy vỏ thông này các bạn chèn xung quanh chậu làm sao cho nó cây nó cố định giống như cây này này đó, được chưa? Cho nó cố định cái cây này đó. Rồi tiếp theo là khi mà các bạn đã cố định rồi, bạn nào có thể là có than thì cho than, bạn nào mà có vỏ thông thì sẽ cho vỏ thông giống như mình thế này nhé. Đó, các bạn đã thấy cây nó cố định chưa, chắc chắn chưa? Đây này, các bạn nhìn thấy rễ nó mọc nhiều chưa? Đấy, rễ xanh mướt luôn. Cây này là tỷ lệ sống là cao, rất là cao đấy. Các bạn thấy lá nó cứng không, nó xòe sang hai bên này, cứng chưa? Đấy, thì khi mà đã làm xong như thế này rồi đúng không, các bạn việc tiếp theo là các bạn có thể làm theo là các bạn hãy cho thằng phân chuồn quế này nhé. Cái phân chuồn quế này các bạn hãy xé nó ra, đâu được ta, đây các bạn hãy xé thằng phân chuồn quế này ra, sau đó các bạn hãy lấy một cái lắm này nhé, một lắm như thế này. Các bạn hãy cho dưới vào gốc của cái cây lan của các bạn ấy, cho dưới gốc của nó một một nắm như thế này. Sau đó là các bạn cái phân này là phân mình nói qua nhé, thằng phân nếu mà các bạn có không có phân phân hồng này thì không sao cả. Phân hồng hồng này này, phân rilan này, thằng này là thằng rilan nhé, phân rilan nhé, phân của Trà Vinh như sao ấy, hình như Trà Vinh như Bạc Liêu đấy, đại loại là thế. Nó các bạn bỏ bón cân gốc với cả phân chuồn quế giống như mình như thế này, sau đó là các bạn hãy tưới cho mình cái thằng nước vôi nhé. Cái thằng này mới mua về này, các bạn đừng tưới nước nhiều nhé, các bạn hãy một tuần tưới cho mình 2 lần nước vôi nhé, phun nước vôi đấy. Cái nước vôi các bạn phun cho nó làm sao đây này, các bạn đẩy này, họ cũng phun nước vôi này, cái lá nó sẽ có màu trắng của vôi này đấy, đó chính là cách phòng bệnh rất là tốt. Các bạn nếu mà không mà các bạn mà không phun nước vôi thì cây lan của các bạn nó rất là dễ bị thối lá thối nhún, nó sẽ mất là đẹp, mà thậm chí là cây sẽ chết, chứ đừng nên nói là cái chuyện mà ra hoa ra bông. Thế nên vì vậy mà mình khuyên các bạn một điều rằng là một tuần đầu tiên các bạn về các bạn phun 2 lần nước vôi cho mình, đừng phun phân gì cả, đừng phun B1 hay là L3M kích dễ cả, chỉ cần phun cho mình hai tuần đầu tiên các bạn phun cho mình 2 lần nước vôi nhé, ví dụ như là cách nhau 3 ngày đi các bạn phun nước vôi 1 lần nhé. Nước vôi trong cũng được mà nước vôi không trong cũng được, không sao cả, nhưng mà miễn là nước vôi để cho nó phòng bệnh cho cây của chúng ta nó không bị thối nhún. Sang tuần thứ hai các bạn nhé, sang cái tuần thứ hai đây thì các bạn phun cho mình 1 lần nước vôi thôi, 1 lần nước vôi thôi. Tức là sao, tức là khi mà các bạn mua ông lan về là các bạn phải phun 3 lần nước vôi. Ví dụ như là tuần đầu tiên các bạn phun 2 lần, sang tuần thứ hai thì các bạn phun 1 lần là lần thứ ba, sau đó là những ngày tiếp theo thì các bạn mới lên phun nước, không phun phân không phun vôi nữa, mà các bạn hãy phun nước hoặc là B1 hoặc là nước vo gạo hoặc là GE, có loại GE gì cũng được thì các bạn hãy phun nó lại đấy. Nhưng quan trọng nhất là các bạn phải phòng bệnh cho mình hai tuần đầu tiên và cái tuần tiếp theo là các bạn phải lên phun nước vôi giúp mình nhé. Không cần phải phun phân gì cả, phun nước vôi và nước vo gạo thôi nhé. Và quan trọng là các bạn hãy cho nó vào cái gốc của nó là cái thằng phân chuồn quế này này, cái phân chuồn quế này và cái phân màu hồng như này thì nó hết rồi các bạn. Nếu mà có để bữa nào mình chia sẻ kỹ cho các bạn chút, nhưng mà đây là thằng này là phân rilan, nó là phân của thằng Trà Vinh nhé. Các bạn
Làm như vậy nó sẽ rất là nhanh ra rễ. Các bạn mà bón thằng này quanh gốc nó rất là nhanh ra rễ. Này, bạn thấy này. Rễ của mình nó không nhiều nhưng mà nhìn nó rất là khỏe mạnh đúng không? Này. Bên đây thế này. Cây nhìn rất là khỏe mạnh. Cây khỏe mạnh thì chúng ta mới ra được ra bông được. Thì đây là chúng đây là mình vừa nói qua về cách mà các bạn xử lý hoa lan khi mà các bạn mua về nhé. Còn hiện tại đây này, đây chính là hồ điệp. Đây là hồ điệp cực đại nhé. Hồ điệp cực đại. Các bạn mua 4 cây thì mình sẽ giúp lựa cho các bạn một cây nó sẽ có bông để cho các bạn có thể thưởng thức cái cây lan của chúng ta, giống như là cảm giác lần đầu chúng ta chăm sóc mà nó ra bông vậy, rất là tuyệt vời. Nếu mà bạn nào có nhu cầu về mua đấy thì hãy liên hệ với mình nhé, số điện thoại mình để trên màn hình. Còn cách chăm sóc mình đã chia sẻ rồi, còn đâu là cái giá của nó đấy thì là cái này là 85.000 một chậu, và mình xin nhắc lại là 85.000 một chậu, cái này là chưa bao ship nhé. Còn đâu, nếu các bạn mà mua đặt hàng thì mình sẽ ghi cái số tiền ở trên cái thùng đấy, thì chắc là phí ship nó khoảng độ 40-50 ngàn gì đấy. Còn đâu nếu mà nhiều hơn thì mình sẽ liên lạc với các bạn, bởi vì nếu mà đặt số lượng lớn đấy thì hàng nó sẽ nặng thì nó giá trị sẽ khác đi. Thì rất là vui, bữa nay mình nói thật là sự là mình rất là vui, mình đã đợi cái cơ hội mà thằng hồ điệp này nó về rất là lâu rồi để muốn chia sẻ với các bạn, thì bữa nay nó đã về, bữa nay nó về thì rất là mong được mọi người ủng hộ và quan tâm đến cái dòng hồ điệp này, đặc biệt là cách chăm sóc hồ điệp. Hồ điệp thì luôn luôn là loài lan mà mình yêu thích nhất rồi, chứ bán lan cho dù là bán lan chăng nữa nhưng mà đối với cá nhân mình thì mình vẫn thích hồ điệp nhất. Đây các bạn có thể đi chiêm ngưỡng một ít này, đây này, đấy chậu rất là đẹp. Đây chính là em này 100% này, là em này là hồ điệp này là màu tím rồi, không có gì bàn cãi cả, lá ở dưới màu tím này chắc chắn là hoa bông sẽ là màu tím. Còn đâu mà lá màu xanh như này thì một có thể là màu trắng, hai là màu vàng hoặc là màu khác nha. Đây có những cây nó có vòi này đấy các bạn, không thường thường mà nó ra vòi đầu tiên cây lúc nào nó sẽ rất là bự, bông sẽ rất là lớn. Cái này mình phải vận chuyển hết sức cẩn thận, không nó sẽ gãy cái vòi của các bạn thì rất là tiếc. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.